Các loại mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên ấy, thì không chỉ cung cấp vitamin giúp tái tạo da mà còn hỗ trợ cân bằng lượng dầu và nước cho da, giúp những làn da dầu không còn bóng nhờn quá mức. Vậy da dầu nên đắp mặt nạ nào và cách làm như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu 5 công thức mặt nạ siêu đơn giản mà hiệu quả cho da dầu nhé. Mọi người, mình là Hiền. Hiện tại thì mình đang là chuyên gia ở thẩm mỹ viện Sen. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người các mặt nạ mà dành cho da dầu nhé. Các loại mặt nạ từ nguyên liệu thiên nhiên ấy, thì không chỉ cung cấp vitamin giúp tái tạo da mà còn hỗ trợ cân bằng lượng dầu và nước cho da, giúp những làn da dầu không còn bóng nhờn quá mức. Vậy da dầu nên đắp mặt nạ nào và cách làm như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu 5 công thức mặt nạ siêu đơn giản mà hiệu quả cho da dầu nhé. 1. Mình có thể đắp mặt nạ kết hợp giữa tinh bột nghệ, nước cốt chanh, mật ong và sữa chua. Hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ nổi tiếng với các tác dụng trị thâm mụn này, làm sạch lỗ chân lông bị bít tắc. Chanh và mật ong thì có tác dụng kháng viêm. Sữa chua thì lại cấp ẩm kịp thời để điều hòa lượng dầu. Công thức mặt nạ này ấy, thì sẽ giúp cải thiện gần như là tất cả các vấn đề của làn da nhiều dầu. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị là 2 thìa tinh bột nghệ, 1 thìa sữa chua, 1 thìa mật ong và 1 nửa thìa nước cốt chanh. Cách thực hiện như sau: trộn sữa chua và nước cốt chanh trước để tạo ra hỗn hợp sữa kết tủa hơi sánh. Sau đó cho một ít mật ong và tinh bột nghệ vào, trộn đều. Thoa hỗn hợp lên mặt trong khoảng 15 phút và sau đó mình rửa lại với nước và dùng bông mềm để lau khô. Công thức mặt nạ thứ hai là mặt nạ trà xanh kết hợp với chanh tươi và sữa chua. Hợp chất EGCG trong trà xanh ấy, được mệnh danh là thần dược chống oxy hóa, kết hợp giữa sữa chua và chanh tươi giúp đem lại hiệu quả thanh lọc làn da tuyệt vời. Trà xanh còn có hỗ trợ kháng khuẩn, làm khô cồi và khô cồi các mụn viêm rất là tốt. Nguyên liệu để chuẩn bị thì cần có 2 thìa bột trà xanh, 1 thìa sữa chua và 1 thìa chanh tươi. Cách thực hiện là mình sẽ trộn đều các hỗn hợp lỏng lại với nhau, hòa bột trà xanh vào để tạo thành hỗn hợp sánh mịn, dùng cọ mỏng tán đều lên mặt. Ưu tiên thoa hơi dày ở khu vực vùng chữ T và hai bên cánh mũi. Thư giãn được khoảng 15-20 phút cho mặt nạ khô. Sau đó mình sẽ dùng bút rửa mặt làm sạch lại mặt với nước. Công thức thứ ba là mặt nạ bơ kết hợp với đất sét. Để xử lý cái lớp nhờn khó chịu, hãy lựa chọn đất sét. Đây chính là khắc tinh ít người biết của làn da dầu. Đất sét thì không chỉ hút sạch dầu thừa, tạp chất, bụi bẩn mà còn hỗ trợ xe nhỏ lỗ chân lông cực đỉnh. Quả bơ thì chứa hàm lượng axit béo lành tính, lại cấp ẩm, cân bằng dầu nhờn và giữ cho da đủ nước căng mọng. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị thì là 1/4 quả bơ này, xay nhuyễn, 3 thìa bột đất sét trắng hoặc đen. Cách thực hiện, mình sẽ cho đất sét vào bơ, trộn trong khoanh trộn đều, dùng cọ thoa đều lên mặt nạ, lên mặt và sau đó thoa thật dày tất cả vùng và khu vực có lỗ chân lông to như là vùng chữ T này, cánh mũi, cằm. Đắp từ 20 đến 30 phút đến khi mặt nạ khô cứng hoàn toàn thì mình sẽ dùng mút rửa mặt lại, vệ sinh nhẹ nhàng và sau đó có thể rửa lại một lần nữa bằng nước hơi lạnh để giúp làm xe nhỏ lỗ chân lông và lau thật khô. Công thức thứ tư là mình kết hợp giữa mặt nạ yến mạch và giấm táo. Bột yến mạch thì cần cán dẹt ấy, sẽ chứa nhiều chất xơ, hạt to mịn, giữ nguyên lượng cám từ tự nhiên, được xem như là một loại tẩy tế bào chết dịu nhẹ. Giấm táo thì cũng có tác dụng kháng viêm, làm sạch rất là tốt. Công thức mặt nạ này ấy, dành cho da dầu sẽ giúp làm cho da mình làm sạch sâu hơn, lấy đi những sợi bã nhờn này, mụn đầu đen và các loại tế bào thâm xịn màu. Từ đó hỗ trợ giảm dầu nhờn và nuôi dưỡng tái tạo các làn tái tạo các tế bào da mới. Nguyên liệu mà thực hiện thì cần 3 thìa bột yến mạch, 2 thìa giấm táo hữu cơ. Cách thực hiện thì mình trộn đều yến mạch và giấm táo lại thành một hỗn hợp khá sánh. Sau đó mình dùng tay thoa đều lên mặt nạ, thư giãn tầm khoảng 10 phút. Sau đó massage nhẹ nhàng từ trong ra ngoài, tập trung tại các khu vực nhạy cảm như là trán, mũi, cằm thêm 3 đến 5 phút. Sau đó mình làm sạch lại nhẹ nhàng bằng nước ấm. Mặt nạ thứ 5 là mình có thể kết hợp giữa khoai tây, mật ong và sữa chua. Khoai tây thì chứa nhiều hợp chất kháng viêm, chống phát ban, có tác dụng làm giảm tình trạng mẩn đỏ, đau rát của các nốt mụn trứng cá. Mật ong và sữa chua thì lại là hai thành phần lành tính trong các công thức mặt nạ dành cho da dầu. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị là 1/2 của khoai tây, 1 thìa mật ong và 1 thìa sữa chua. Cách thực hiện, khoai tây mình sẽ luộc chín, sau đó nghiền nhuyễn, trộn đều với mật ong và sữa chua. Sau đó mình sẽ đắp cái hỗn hợp này lên mặt từ 15 đến 25 phút, rửa sạch lại với nước. Một số lưu ý khi mà đắp mặt nạ dành cho da dầu tại nhà. Các loại mặt nạ dành cho da dầu ấy, tuy có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên, không chứa bất cứ thành phần hóa học hay là hương liệu nào khác. Tuy nhiên là vẫn có một số lưu ý nếu không muốn gây tác dụng mà ngược lại cho da. Thứ nhất là mình cần phải test trước cái sản phẩm mặt nạ ở trên da và trên những cái vùng nhỏ trên da.
Dù được làm từ nguyên liệu tự nhiên ấy, nhưng các loại mặt nạ này cũng không đảm bảo tuyệt đối an toàn với tất cả mọi người. Chính vì thế mà bạn nên test một lượng nhỏ sản phẩm trên một vùng da mỏng để tránh tình trạng mà kích ứng xảy ra với làn da. Thứ hai là không nên sử dụng quá nhiều. Do tính chất của da nhiều dầu, đa số các loại mặt nạ dành riêng cho loại da này đều có công dụng làm sạch sâu. Nếu mà mình dùng quá nhiều, tuy mà làm sạch dầu tốt nhưng lại gây cho khô da hoặc là bào mòn da. Mỗi tuần thì mình chỉ nên đắp mặt nạ từ 1 đến 2 lần mà thôi.